Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi cùng anh em. Mình chọn trò chơi sóc đĩa anh em ạ. Chọn trò chơi sóc đĩa. Mình vào đây mình chọn bàn này. Có 3 bàn cho anh em lựa chọn nhá. Thì mình chọn bàn này, ok. Mình sẽ vào chơi cùng anh em luôn. Không nói lan man nữa. Vì mình biết rằng mình có nói gì đi nữa thì cũng không bằng kết quả mình đạt được. Thì anh em sẽ nhìn vào kết quả và anh em phán xét thôi. Phần đầu tiên mình đặt 100k ở cửa lẻ anh em ạ. 100k ở cửa lẻ. Mình thấy rằng nó đang cầu về cầu 11 ấy, nên mình bắt theo cầu nhá. Mình đặt 100k ở cửa lẻ. Ok anh em ạ, mình đã ăn 100k đầu tiên. Số tiền trước khi mình chơi là mình có 55.600.000 anh em ạ. 55.600.000. Một số tiền cũng khá lớn đối với mình. Từ hôm giờ mình chơi cũng vài hôm rồi. Từ hôm kia là mình rút toàn bộ số tiền ra, mình có việc cần dùng. Sau đó mình cày từ hôm đấy giờ là mình đã lên được 55 triệu rồi đấy anh em ạ. Mình đã lên được 55 triệu rồi. Thì ván tiếp theo mình đặt 100k cửa chẵn này anh em ạ. 100k cửa chẵn. Ok, lại ăn nữa anh em ạ. Tuyệt vời quá. Nó đang cầu 11 đấy. Cầu nó đã về 6 ván rồi. Ván này có thể cắt cầu nên mình giảm số tiền cược xuống. Mình chỉ đặt 50k thôi. Mình đặt 50k và vẫn bắt theo cầu 11 nhá. Thì nhiều anh em thắc mắc bảo là tại sao chủ thớt không vừa đặt chẵn lẻ và vừa đặt tài xỉu. Thì cũng tùy vào thói quen của từng người thôi. Mình lại ăn 50k tiếp này. Và tiếp theo mình lại chuyển sang cửa chẵn thôi. Mình vẫn đặt 50k nhá. Tùy vào thói quen của từng người. Có người bắt theo cầu chẵn lẻ, có người bắt tài xỉu. Thì mình khuyên anh em là mình chỉ nên bắt theo một loại thôi. Mình thì hay bắt chẵn lẻ. Có anh em thì đặt loạn lên cả tài, cả xỉu, cả chẵn lẻ và cả số điểm nữa. Số điểm cụ thể thì chúng ta sẽ ăn được là với 1 điểm ấy, mình ăn 1.15 nhá. 1 điểm, 4 điểm, 1.15. Còn và phần dưới này 3 điểm thì anh em là ăn 1/3. 1 x 3 đấy. Thì bán tiếp theo mình đặt chuyển sang cửa lẻ thôi. Mình đặt 50k cửa lẻ anh em nhá. Nhiều anh em cứ nhắn tin gọi điện bảo là chủ thớt chơi sóc đĩa. Thì ngày hôm nay mình đã chơi cùng anh em rồi này. Mình chơi cùng anh em. Mình hướng dẫn anh em soi cầu bắt cầu nhá. Đó anh em thấy không? Từ nãy giờ cũng được 3-4 ván rồi. Mình bắt theo cầu chẵn lẻ, cầu 11 đấy. Và mình đã ăn liên tục đấy. Mình đã ăn từ nãy giờ ăn suốt đấy. Ván này mình đặt cửa chẵn này 30k. Cầu nó hôm nay cũng về khá là nhiều đấy. 8 ván rồi mà vẫn chưa hết cầu 11. Rất có thể là ván này nó sẽ cắt cầu này. Nhưng mình vẫn hy vọng là nó còn. Chẵn 50k. Lại ăn tiếp. Sau khi cắt phế thì mình còn 47.500 đồng. 47.500 đồng khi chúng ta đặt 50k. Mình lại đặt ra cửa lẻ thôi. Mình đặt cửa lẻ 50k anh em nhé. Mình đặt cửa lẻ 50k. Hy vọng là sau video ngày hôm nay mình sẽ lên được 60 triệu anh em ạ. 60 triệu. Vậy là mình còn thiếu 4 triệu nữa. Wow, nó đã cắt cầu rồi anh em ạ. Nó đã cắt cầu rồi. Ván này nó về chẵn. Vậy là mình đã thua 50k rồi. Ok, nó đã cắt cầu. Nhưng không biết cầu nó sẽ như nào đây. Mình thấy là cứ tình hình như này thì muốn kiếm được 5 triệu nữa là khá là lâu đấy. Đó, lên mình đặt nới một chút. Ván này mình đặt một củ luôn. Theo cửa chẵn anh em ạ. Đặt theo cửa chẵn một củ luôn. Tuyệt vời. Mình đã ăn thêm 1 triệu. Anh em ạ. Mình đã lên được 57 triệu rồi. Vậy là mình chỉ còn 3 triệu nữa thôi là mình đạt được mục tiêu rồi. Và tiếp theo mình đặt theo cửa nào đây? Mình lại đặt sang cửa lẻ anh em nhé, đặt cửa lẻ 50k. Mình đặt cửa lẻ 50k. Ok, mình đã ăn hết 50k rồi. Xem cẩu đó như thế nào đó nhé, em chú ý này. Đó, 3 chẵn rồi này ạ. Ván này nhiều khả năng nó sẽ về chẵn anh em ạ. Nhiều khả năng nó về chẵn. Đúng không? Mình vẫn tin rằng nó về lẻ đấy. Nên mình đặt tiếp theo 50k cửa lẻ. Bắt theo cầu 33. Anh em chơi sóc đĩa này có thấy hồi hộp không? Mình thì vẫn hồi hộp những phút ban đầu nhưng mà ván này nó về chẵn rồi này. Có thể là lẻ rồi 3 chẵn, lẻ rồi 3 chẵn. Ok, thì ván này nhiều khả năng nó sẽ về chẵn đấy. Mình đặt thử 50k cửa chẵn. Nếu ván này đúng là như thế thì ván sau mình sẽ đặt lớn một chút để mình đạt được mục tiêu 60 củ của mình. Rồi thì anh em cứ chú ý vào cái bắt cầu nhá. Anh em sẽ rút ra kinh nghiệm cho riêng mình anh em ạ. Sai rồi. Ván này nó đã về lẻ, may quá. Vậy là nó đã chuyển sang cầu 11 rồi anh em ạ. Chuyển sang cầu 11. Ván này mình vẫn phải đặt chẵn thôi. Ván này mình đặt 500k luôn. Ván trước mình thua 50k rồi. Ván này mình đặt lớn một chút, không biết là có đúng là cầu 1 hay không. Nếu ván này sai thì mình vẫn phải đặt cấp thép lên thôi. Mình gấp thép lên lớn một chút anh em ạ. Lẻ rồi em ạ, lẻ. Vậy là lẻ đã về 2 ván rồi. Sau khi hai cầu 1 thì nó đã về lẻ 2 ván. Vậy ván này nó sẽ phải về lẻ ấy. Mình đặt 1 triệu theo cửa lẻ anh em nhé. 1 triệu cửa lẻ. Hy vọng là đúng như mình dự đoán. Ván này mình thắng thì mình sẽ lên được gần 58 triệu đấy. Ok, mình ăn rồi anh em ạ. 57 triệu 400. Tuyệt vời. Cứ lúc nào mình đặt lên một củ là mình lại được về. Lại về. Quá tuyệt vời luôn. Ván này nhiều khả năng nó sẽ về chẵn đây em ạ. Nhiều khả năng nó sẽ về chẵn. Nên mình đặt một củ theo cửa chẵn luôn. Cố gắng đạt được mục tiêu sớm nhất. Mình đặt một củ cửa chẵn nhá. Tuyệt vời. Mình đã ăn thêm một củ nữa. Mình đã lên 58,5 triệu rồi nha anh em ạ. Mình đã lên 58,5 triệu rồi anh em ạ. Tuyệt vời quá. Vậy nào mình chỉ còn 1,5 triệu nữa thôi là mình sẽ đạt được mục tiêu của mình. Ván này mình đoán là nó sẽ về lẻ này. Nhưng mà không chắc chắn cho nó nên mình chỉ đặt 50k thôi. Mình đặt 50k cả lẻ nhá. Anh em cứ chú ý vào cách chơi của mình, cách bắt cầu của mình và kết quả của mình thì anh em sẽ cảm nhận được độ hấp dẫn của con game CF68 này. Mình tin rằng khi anh em tải con game CF68 này về chơi thử thì sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Và tiếp theo mình đặt 50k cửa chẵn nhá. Anh em cứ theo mình đi, tải về chơi thử đi. Với anh em mới chơi thì anh em cứ nạp vào ít thôi. Với anh em chơi anh em cảm nhận được. Mình sẽ tặng code 20k cho anh em. Ok, về chẵn đây này. Mình ăn 50k nhá. Mình đã lên 58,5 triệu rồi. Chỉ còn 1,5 triệu nữa thôi là mình đạt được mục tiêu của mình. Ván này mình lại chuyển sang cửa lẻ thôi. Mình chuyển sang cửa lẻ, mình đặt 50k. Với những ván không chắc chắn nó nóng thì mình đặt nhỏ một chút. Ván nào đặt lớn là mình là những ván đó mình rất là chắc chắn đấy. Chẵn. Anh em chú ý cầu của nó này. Vậy là chẵn nó về 2 lần rồi. ván này nhiều khả năng nó sẽ về chặn, nên mình quyết định là đặt cửa chắn đi nhỉ. Chắn hay nẻ ta? Mọi người open. Ok, mình đặt cửa chắn nhé. Mình đặt theo cửa chắn một củ luôn anh em ạ. Một củ theo cửa chắn. Ok rồi anh em ạ. Vậy là mình ăn rồi bao nhiêu? 59,5 triệu rồi anh em ạ. Một con số mà mình đang gần mình đặt ở mục tiêu của mình rồi. Mục tiêu của mình là 60 triệu nhá. Mình đã gần đạt được mục tiêu rồi. Và tiếp theo mình đặt 1 triệu cờ lẻ đi. 1 triệu cờ lẻ. Không biết là cầu nó như nào đây. Ván này mình đặt hơi vội vàng. Hy vọng là mình còn may mắn. Ok, tuyệt vời. Mình đã đạt được mục tiêu của mình rồi. 60.300.000. 60.300.000. Mình đã đạt được mục tiêu rồi. Mình sẽ thả thêm một vài ván nữa cùng anh em nhé. Mình đặt 1 triệu theo cửa chẵn đi. 1 triệu theo cửa chẵn. Mình đặt thêm 1-2 ván nữa thì mình sẽ tiền cơm, giờ cũng muộn rồi. Ok nhưng mà hôm nay mình cảm thấy mình rất là may mắn luôn. Mình đặt nãy khá là nhiều rồi nhưng mà tuyệt vời. Chỉ 10 phút ngồi đây cùng anh em thôi, chém gió cùng anh em thôi, mà mình đã kiếm được 6 triệu rồi anh em ạ. Bằng 1 tháng lương rồi. Ngồi 10 phút chơi cùng anh em ở ôm game CF68 này và mình đã kiếm được 6 triệu rồi. Quá tuyệt vời. Anh em thấy hay thì cho mình một like và một chia sẻ nhé. Chúc anh em luôn